nước cờ táo bạo của Putin. Thưa quý vị và các bạn, sự cố UAV trên Biển Đen và phán quyết bắt giữ Putin của ICC có liên quan gì với nhau? Và vì sao nó xảy ra ngay trước thời điểm ông Tập tới thăm Nga? Tổng thống Putin đã chơi một nước cờ táo bạo, hạ đầu ván Tổng thống Biden và Mỹ trở nên thù đau trước người Nga. Đó là nước cờ gì? Sau đây, mời quý khán thính giả cùng quan sang theo dõi bài bình luận ngày hôm nay của kênh Tin Bờ Sông Mười News. Quy mô và sự khốc liệt của cuộc chiến ở Ukraine. Nhìn vào bản đồ trên cho thấy rõ ràng giao tranh đang diễn ra từ Biển Đen ở phía nam đến gần biên giới Belarus ở phía bắc. Chiều dài đó khoảng 1.300 km. Câu hỏi lúc này là ai có đủ nhân lực, vũ khí và nguồn lực để tiến hành cuộc chiến dọc theo mặt trận rộng lớn này? Câu trả lời đơn giản là chỉ có lực lượng Nga. Ukraine sắp hết đạn pháo và cả Mỹ lẫn NATO đều không có khả năng thay thế và duy trì tốc độ bắn của Ukraine. Tình hình trên thực địa cũng vô cùng nghiệt ngã. Chính quyền Zelensky đã giáng chức một chỉ huy chiến trường có biệt danh là Kubon sau khi ông này tiết lộ quy mô tổn thất của binh sĩ Ukraine trong cuộc giao tranh quanh thành phố Bakhmut. Yahoo cho biết, ngay sau khi bị giáng chức, Kubon đã rời quân đội Ukraine. Yuri Butushov, phóng viên chiến trường nổi tiếng người Ukraine, viết trên Facebook: một trong những chỉ huy giỏi nhất của lực lượng vũ trang vừa bị cách chức. Thay vì phân tích những sai lầm sẽ đánh bại quân đội Nga, những bình luận trung thực bị dập tắt và những người dám nói sẽ bị trừng phạt. Việc rò rỉ con số thương vong sẽ khiến quân đội Ukraine vô cùng bối rối. Vốn đã dày công xây dựng câu chuyện về đội quân đông hơn, có động lực cao và được huấn luyện tốt hơn để đối đầu với binh lính và tù nhân của Nga. Như vậy có thể thấy, không gì có thể che đậy được thương vong thảm khốc mà quân đội Ukraine đang phải gánh chịu dưới hỏa lực pháo binh không ngớt của Nga. Giáng chức những sĩ quan dám nói sự thật chỉ là một dấu hiệu nữa cho thấy quân đội Ukraine ngày càng rối loạn. Cuộc chiến không chỉ diễn ra trên chiến trường. Vào sát ngày hội nghị thượng đỉnh Nga-Trung diễn ra, Tòa án Hình sự Quốc tế gọi tắt là ICC đã công bố một bản cáo trạng vô căn cứ cáo buộc Tổng thống Putin gây ra tội ác đối với trẻ em Ukraine. Rõ ràng phán quyết này là vô nghĩa, nhưng bôi xấu hình ảnh Putin là thứ vũ khí hiệu quả nhất mà phương Tây còn có để chống lại Nga. Truyền thông phương Tây tràn ngập các báo cáo tuyên bố Putin là tội phạm chiến tranh với mục đích tuyên truyền các nhà lãnh đạo thế giới nên xa lánh ông. Tuy nhiên, tuyên bố của phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova đã gây sự chú ý khi bà đã chỉ ra sự bại hoại của văn hóa hiện đại phương Tây trước cáo buộc Tổng thống Putin phạm tội ác với trẻ em như sau. Các thí nghiệm của phương Tây khai sáng về thay đổi giới tính ở trẻ em, sự ngược đãi của truyền thông cánh tả đối với các bác sĩ, những người tin rằng con người chỉ có hai giới tính, cách giải thích sai lầm về luật vị thành niên, sự phá hủy thể chế gia đình, sự thay thế danh từ mẹ và bố bằng những thuật ngữ siêu đồi như cha mẹ A và cha mẹ B, tuyên truyền những hành vi đồi bại giữa trẻ vị thành niên. Tất cả những điều này không phải là sự sai sót nhỏ, mà là một chính sách quy mô lớn ở các quốc gia lấy NATO làm trung tâm. Và những quốc gia truyền thống như Hungary vốn đang nỗ lực chống lại trong liên minh này đang bị đàn áp thực sự. Những bình luận của bà Zakharova được cho là thu hút sự chú ý đối với các bậc cha mẹ ở thế giới phương Tây, những người vừa có niềm tin vào Thiên Chúa, vừa tin vào khoa học, đang đấu tranh chống lại chương trình nghị sự lệch lạc của cánh tả tại Mỹ, vốn đang cố gắng xóa bỏ thực tế về sự khác biệt giữa nam và nữ mà tạo hóa đã ban tặng cho con người. Cần nhắc lại là chính quyền thiên tả Joe Biden đã tán thành mạnh mẽ các hoạt động chuyển đổi giới tính cho thanh niên chuyển giới, ủng hộ nạo phá thai, đấu tranh cho bình đẳng giới, ủng hộ chủ nghĩa tự do phá bỏ truyền thống gia đình khi ca ngợi chủ nghĩa nữ quyền và xóa nhòa các danh từ cha mẹ, con cái bằng cách đánh số và ký hiệu. Trong khi ấy, người Nga dưới thời Tổng thống Putin hiểu rằng cuộc chiến của họ không chỉ là tiêu diệt chủ nghĩa tân phát xít ở Ukraine và cứu người dân nói tiếng Nga ở vùng Donbass bị chính quyền Kiev đàn áp, mà người Nga còn có một cuộc chiến khác. Đó là cuộc chiến chống lại văn hóa toàn cầu suy đồi đang diễn ra, và chính nền tảng triết học cũng như tôn giáo chính thống của văn hóa phương Tây cũng đang gặp rủi ro. Người Nga nhận ra rằng họ đang đối đầu với sự xâm lấn của văn hóa Mỹ để bảo tồn chân lý mà Cơ Đốc giáo, Do Thái giáo và tất cả các tôn giáo chính thống từ xưa đã thuần theo. Đó là Chúa đã tạo ra người đàn ông và người đàn bà. Trong khi kết tội Putin về tội ác với trẻ em, thì hầu hết giới lãnh đạo và truyền thông dòng chính phương Tây vẫn im lặng về các vụ pháo kích không ngừng của chính quyền Kiev trong suốt 9 năm giết hại dân thường ở Donbass, trong đó có trẻ em. Nhưng liệu động thái kết tội Tổng thống Putin của ICC còn có ẩn ý gì?
Phải chăng đây là một nỗ lực tuyệt vọng của chính quyền Biden và giới lãnh đạo EU khi cuộc gặp giữa Putin và Tập Cận Bình sắp diễn ra? Phán quyết ICC trừng phạt Putin hay lo lắng liên minh Nga-Trung? Lệnh bắt giữ do Tòa án Hình sự Quốc tế ICC ban hành đối với Tổng thống Putin chỉ có thể được coi là một màn đóng thế công khai của phe thiên tả phương Tây dưới sự dẫn dắt của chính quyền Joe Biden. Trở trở thay, ICC đã hành động đúng vào thời điểm ngay sát ngày kỷ niệm 20 năm Mỹ xâm lược Iraq năm 2003, dẫn đến những tội ác chiến tranh kinh hoàng. Có điều các thẩm phán ở Tòa án Hình sự Quốc tế tại Hague đã lãng quên. Nhưng ngay cả Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Kofi Annan cũng thừa nhận rằng cuộc chiến tại Iraq là bất hợp pháp và vi phạm hiến chương Liên Hợp Quốc. Ngày nay, cả Washington và London đều thừa nhận rằng cuộc xâm lược Iraq năm 2003 là bất hợp pháp, dựa trên những cáo buộc ngụy tạo chống lại Tổng thống Saddam Hussein. Reuters có đoạn như sau. Ủy ban Tình báo Thượng viện báo cáo, Tổng thống George W. Bush và các nhà hoạch định chính sách hàng đầu của ông đã tuyên bố sai về mối liên hệ của Saddam Hussein với chủ nghĩa khủng bố và phớt lờ những nghi ngờ của các cơ quan tình báo về các chương trình vũ khí của Iraq khi họ đưa ra lý lẽ về chiến tranh. Báo cáo cũng cho biết, chính quyền Bush đã dẫn dắt quốc gia tham chiến dựa trên những cơ sở sai lầm, rằng Iraq có quan hệ đối tác với Al-Qaeda là sai và không được tình báo hỗ trợ. Báo cáo nói rằng, những lời khẳng định của Tổng thống Bush và Phó Tổng thống Cheney rằng Tổng thống Saddam chuẩn bị trang bị vũ khí hủy diệt hàng loạt cho các nhóm khủng bố để tấn công Mỹ mâu thuẫn với thông tin tình báo hiện có. Như vậy có thể thấy nước Mỹ dưới thời Tổng thống Bush đã vô cớ xâm lược Iraq, khiến khoảng 185.000 đến 208.000 thường dân Iraq đã thiệt mạng. Ước tính Mỹ đã chi tổng cộng hơn 819 tỷ đô la cho chi phí chiến tranh ở Iraq kể từ khi chính quyền Bush bắt đầu cuộc chiến vào năm 2003 cho đến ngày 30 tháng 9 năm 2015. Cần lưu ý là cả hai tổng thống chiến tranh là Bush và Obama đều ủng hộ Tổng thống Biden trong cuộc chiến chống lại Nga. Ông Bush nói, tôi cùng với cộng đồng quốc tế lên án cuộc xâm lược vô cớ và phi lý của Vladimir Putin vào Ukraine. Chúng tôi không thể dung thứ cho sự bắt nạt độc đoán và nguy hiểm mà Putin gây ra. Trong khi đó, ông Obama tuyên bố lên án Nga đã vi phạm luật pháp quốc tế và các nguyên tắc cơ bản của con người. Điều đáng nói là cùng thời điểm hai cựu tổng thống Bush và Obama lên án Putin thì cựu tổng thống Donald Trump đã gọi tổng thống Putin là thiên tài. Quay trở lại bối cảnh hiện tại, lệnh bắt giữ của ICC hẳn nhiên sẽ không được thực hiện nghiêm túc, bởi cũng giống như Mỹ, ICC không có quyền tài phán ở Nga, vì cả Mỹ và Nga đều không phải là bên ký kết quy chế Rome. Vậy thì tại sao ICC lại ra phán quyết vào thời điểm này và có lý do gì ẩn giấu đằng sau quyết định này? Câu trả lời là, việc tiếp tục bôi nhọ Tổng thống Putin là một biểu hiện khác cho thấy sự căm ghét sâu sắc của chính quyền dân chủ Joe Biden đối với nhà lãnh đạo Nga, đặc biệt bắt nguồn từ hồ sơ lố bịch Nga-Trump do chính đảng Dân Chủ dựng nên trong vụ luận tội nổi tiếng đương kim Tổng thống Donald Trump vào năm 2019 nhằm phế truất ông Trump. Ngoài ra, phán quyết của ICC xuất hiện vào đúng thời điểm ông Tập Cận Bình chuẩn bị tới Nga và dường như để đánh lạc hướng sự chú ý của công chúng thế giới khỏi chuyến thăm cấp nhà nước của ông Tập tới Moscow vào ngày hôm nay 20 tháng 3. Một sự kiện không chỉ khiến chính quyền Biden đứng ngồi không yên, mà chắc chắn nó cho thấy liên minh Nga-Trung sẽ ngày càng tăng cường quan hệ đối tác không giới hạn. Rõ ràng, cả Washington và Brussels đang thất vọng theo dõi các cuộc đàm phán ở Moscow bắt đầu từ ngày hôm nay. Cần lưu ý là Nga là quốc gia sở hữu nhiều nguồn tài nguyên quan trọng bậc nhất của thế giới, bao gồm an ninh năng lượng và lương thực. Trong khi ấy, Trung Quốc ngày nay đã vượt quá khả năng sản xuất của cả Mỹ và các đồng minh châu Âu. Tương tự, Nga đã nổi lên như một quốc gia có năng lực sản xuất quốc phòng vượt trội so với cả Mỹ và châu Âu trong cuộc chiến tại Ukraine. Chính quyền Biden nhận ra rằng lực lượng Nga không thể bị đánh bại ở Ukraine. Tờ Politico hôm 18 tháng 3 cho biết, NATO đang phải thuyết phục từng quốc gia đóng góp nhiều yếu tố khác nhau, đáng chú ý nhất là số lượng lớn vũ khí, thiết bị và đạn dược đắt tiền. Tuy nhiên, có nguy cơ là không phải tất cả các đồng minh NATO cũng sẽ thực hiện đúng lời hứa đóng góp cho các kế hoạch mới của liên minh. Đó là một thách thức mà NATO đã phải đối mặt trong quá khứ và một thách thức mà các chuyên gia lo ngại có thể trở thành một vấn đề dai dẳng đối với liên minh phương Tây khi cuộc chiến của Nga kéo sang năm thứ hai. Như vậy có thể thấy NATO đang phải đối mặt với vấn đề nan giải là cần các khoản đầu tư lớn để bắt kịp ngành công nghiệp quốc phòng của Nga. Nhưng các nền kinh tế ốm yếu của châu Âu lại có những ưu tiên quan trọng khác để đối phó với tình trạng bất ổn xã hội ngày càng gia tăng.
ý tưởng đánh bại Nga trong một cuộc chiến tranh ủy nhiệm với hàng chục ngàn lệnh trừng phạt, hóa ra là ảo tưởng và vô nghĩa. Chưa thấy nền kinh tế Nga sụp đổ, nhưng chính các ngân hàng của Mỹ và theo sau là ngân hàng lớn của Thụy Sĩ đã sụp đổ, theo dây chuyền. Và chính các nền kinh tế châu Âu đang bị đe dọa bởi tình trạng trì trệ và lạm phát. Sự bực tức của chính quyền Biden thể hiện rõ qua sứ mệnh của chiếc UAV Reaper gần bán đảo Crimea hôm 14 tháng 3. Việc UAV của Mỹ thường xuyên được phát hiện trên Biển Đen không có gì là lạ, cũng như việc máy bay Nga chặn các vụ do thám của Mỹ cũng không có gì quá bất thường. Tuy nhiên, trong trường hợp này, hai chiếc Su-27 của Nga đã không ngần ngại hạ gục chiếc Reaper khiến nó rơi xuống Biển Đen. Chưa dừng lại ở đó, ít ngày sau sự cố UAV, Nga đã trao giải thưởng nhà nước cho hai phi công đã hạ gục chiếc Reaper này của Mỹ. Không chỉ vậy, đại sứ Nga tại Washington đã cảnh báo rằng mặc dù Moscow không tìm kiếm bất kỳ sự leo thang nào, nhưng bất kỳ cuộc tấn công có chủ ý nào nhằm vào máy bay Nga trong không phận trung lập sẽ được hiểu là một lời tuyên chiến công khai chống lại cường quốc hạt nhân lớn nhất. Câu hỏi đặt ra là, vậy tại sao trong trường hợp này, bộ phát đáp của chiếc Reaper lại bị tắt khi nó tiếp cận không phận gần bán đảo Crimea? Câu trả lời là, chính quyền Biden đã lên kế hoạch cho sự cố UAV để thử phản ứng của Nga, và người Nga cũng đã đưa ra phản ứng rõ ràng. Lưu ý là, tất cả những điều này diễn ra ngay trước chuyến thăm của ông Tập Cận Bình. Thất bại trước phản ứng cứng rắn của người Nga trong sự cố UAV tại Biển Đen, Tổng thống Biden đã đáp trả bằng cách hoan nghênh lệnh bắt giữ của ICC đối với Tổng thống Putin và nói rằng điều đó hợp lý và tạo ra một quan điểm rất mạnh. Nhưng chính bản thân Tổng thống Biden cũng lại thừa nhận rằng, nhưng câu hỏi đặt ra là ICC không được quốc tế công nhận. Điều đó càng cho thấy đây chỉ là một quyết định mang tính biểu tượng của phương Tây nhằm làm bẻ mặt Putin và chiếm sóng sự kiện hội nghị thượng đỉnh Nga-Trung mà thôi. Lưu ý là Mỹ không những không công nhận quyền tài phán của ICC mà còn ban hành thành luật rằng nếu bất kỳ công dân Mỹ nào hoặc công dân của một quốc gia đồng minh nào với Mỹ bị bắt hoặc bị đưa ra tòa án hình sự quốc tế thì Washington có quyền sử dụng lực lượng quân sự để giải cứu người bị giam giữ. Hơn nữa, Washington còn đe dọa trừng phạt bất kỳ quốc gia nào hợp tác với lệnh của ICC đối với công dân Mỹ. Chính quyền Tổng thống Bush đã tuyên bố rõ ràng đây là chính sách của Mỹ đối với ICC trong bối cảnh tội ác của liên minh Anh-Mỹ bị phanh phui trong cuộc chiến tại Iraq. Truyền thông dòng chính Anh là tờ The Guardian hôm 17 tháng 3 cũng thừa nhận sự thật này nhân 20 năm kỷ niệm cuộc chiến tại Iraq như sau. Uy tín đạo đức của tình báo và quân đội Anh đã bị hoen ố trong suốt cả một thế hệ. Trước khi liên minh do Mỹ lãnh đạo tấn công ở Iraq, tình báo Anh do MI6 dẫn đầu đã đưa ra bằng chứng thiếu sót về vũ khí hủy diệt hàng loạt được cho là của Saddam Hussein. Sau đó đã được thủ tướng lúc đó là Tony Blair đơn giản quá và khuếch đại. Nhưng điều đó không đúng và đã chứng minh là không đúng sau khi cuộc xâm lược ban đầu kết thúc. Chế độ Saddam đã bị đánh bại chỉ trong hơn 3 tuần chiến tranh quân sự thông thường. Và liên minh Mỹ-Anh được chào đón bởi những thường dân Iraq được giải phóng khỏi chế độ độc tài đàn áp. Nhưng không lâu sau đó, những câu chuyện về lạm dụng và tra tấn nổi lên, những tội ác chiến tranh dù được che giấu cũng không thể dễ dàng bác bỏ. Như vậy có thể thấy phán quyết của ICC nhằm vào Putin không khác gì một trò đùa. Có thể nói sự cố UAV tại Biển Đen và phán quyết của ICC cho thấy phần nào bầu không khí căng thẳng cho bất kỳ ý tưởng nào về việc hòa đàm giữa Moscow và Kiev. Chính quyền Biden đã tỏ ra vô cùng lo lắng Bắc Kinh có thể gây ra một bất ngờ khác như họ đã từng làm khi trở thành bên trung gian cho thỏa thuận bình thường quá giữa hai cựu thù Ả Rập Xê Út và Iran gần đây. Với vị thế đang lên của Trung Quốc, không có gì là ngạc nhiên bởi chính quyền Biden đã thẳng tay đập phá các chính sách đối ngoại từ người tiền nhiệm Donald Trump. Trong đó, chính quyền Trump giữ mối quan hệ hữu hảo với Nga để tập trung đối phó với đối thủ số 1 của Mỹ là Trung Quốc. Trong một nhận xét đầy ngụ ý, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Uông Văn Bân hôm 17 tháng 3 tuyên bố rằng chuyến thăm của ông Tập là một phần để thúc đẩy hòa bình với các cuộc đối thoại liên quan đến các vấn đề lớn của khu vực và quốc tế. Trong đó, Bắc Kinh đã đưa ra một kế hoạch hòa bình cho Ukraine, một chương trình nghị sự gồm 12 điểm cho một cuộc giải pháp chính trị cho cuộc khủng hoảng của Ukraine. Hiện cũng nằm trên bàn của Tổng thống Zelensky ở Kiev, mặc dù phương Tây đã cố tình phớt lờ nó. Trong cuộc điện đàm vào ngày 16 tháng 3, Ngoại trưởng Trung Quốc Tần Cương nói với người đồng cấp Ukraine Dmytro Kuleba rằng Bắc Kinh hy vọng tất cả các bên sẽ giữ bình tĩnh, hợp lý và kiềm chế, đồng thời nối lại các cuộc đàm phán hòa bình càng sớm càng tốt.
trang web của Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết thêm, Ngoại trưởng Ukraine Kuleba đã thảo luận về viễn cảnh đàm phán hòa bình và lưu ý rằng lập trường của Trung Quốc về giải pháp chính trị cho cuộc khủng hoảng Ukraine cho thấy sự chân thành của họ trong việc thúc đẩy ngừng bắn và chấm dứt cuộc xung đột. Ông bày tỏ hy vọng duy trì liên lạc với Trung Quốc. Như vậy có thể thấy, với tổn thất và bế tắc đầy bất lợi trên chiến trường, chính quyền Kiev cũng muốn nối lại các cuộc đàm phán với Nga. Tuy nhiên, một lần nữa, chính quyền Joe Biden tiếp tục ngăn cản các cuộc đối thoại hòa bình. Theo Politico, phát ngôn viên Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby hôm 19 tháng 3 tuyên bố như sau. Nếu sau cuộc họp này, Thượng đỉnh Nga-Trung có một lời kêu gọi ngừng bắn nào đó, thì điều đó sẽ không thể chấp nhận được. Không những vậy, ông John Kirby còn bày tỏ lo ngại Nga và Trung Quốc đang cố gắng thay đổi trật tự quốc tế, là hai quốc gia đang chống lại trật tự quốc tế dựa trên luật lệ mà Mỹ và rất nhiều đồng minh đã xây dựng kể từ khi kết thúc Thế chiến thứ hai. Họ muốn viết lại luật chơi trên toàn cầu. Vậy ngoài lý do nêu trên, chính quyền Joe Biden còn lo ngại điều gì? Biden lo lắng vì hồ sơ Ukraine và Trung Quốc. Không có gì ngạc nhiên khi Tổng thống Biden lo sợ việc Trung Quốc thúc đẩy làm trung gian hòa giải giữa Moscow và Kiev. Vấn đề là Tổng thống Biden và Zelensky đang bị khóa chặt trong một hồ sơ tử thần. Đó là các vụ làm ăn tham nhũng liên quan đến hoạt động của Hunter Biden, con trai của Tổng thống Biden, và ở cả Ukraine và Trung Quốc đang trèo lơ lửng trên sự nghiệp chính trị của người cha. Trong khi ấy, Tổng thống Zelensky cũng đang tìm mọi cách để giữ cho sinh mệnh chính trị của ông tồn tại. Vì vậy, Tổng thống Zelensky ngày càng tỏ ra quyết đoán hơn và trong một số trường hợp còn dám hành động theo ý mình mà phớt lờ ý kiến của quan chức Mỹ. Bỏ qua những nghi ngờ của phương Tây về sự khôn ngoan khi cố thủ tại thành phố Bakhmut, Tổng thống Zelensky vẫn quyết tâm duy trì tuyến phòng thủ gây tiêu hao nhân lực tại nơi này. Rõ ràng không chỉ Tổng thống Zelensky mà Tổng thống Biden đang hành động thiếu lý trí bởi sinh mệnh chính trị của cả hai đang ràng buộc với nhau. Vì vậy mà Tổng thống Biden không thể buông rời Tổng thống Zelensky cũng như không thể để bị nhốt trong một cuộc chiến tranh vĩnh viễn ở Ukraine, trong khi eo biển Đài Loan mới là canh bạc đốt cháy sự nghiệp của ông. Lập trường của Bắc Kinh gần đây đã tỏ ra cứng rắn hơn nhiều. Có thể nói, chuyến thăm của bà Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi tới Đài Loan hồi tháng 8 năm ngoái chỉ để phục vụ PR đánh bóng cho chính quyền dân chủ Biden hơn là vì sự sống còn của Đài Loan. Trong khi đó, Trung Quốc lấy cớ ngày càng tăng cường các cuộc tập trận phong tỏa đường không, đường biển nhằm cô lập hoạt động của hòn đảo nhỏ bé này với thế giới. Chính những sai lầm trong chính sách đối ngoại của Biden đã đẩy Nga vào vòng tay của Trung Quốc. Chủ tịch Tập Cận Bình đã chọn Nga cho chuyến thăm nước ngoài đầu tiên trong nhiệm kỳ thứ ba của mình, bất chấp cuộc chiến ở Ukraine. Theo tờ The Economist Times, khi thông báo về chuyến thăm Nga của ông Tập Cận Bình, Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết, với tư cách là thành viên thường trực của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc và là một cường quốc quan trọng, tầm quan trọng và ảnh hưởng của quan hệ Trung Quốc-Nga sẽ thay đổi, vượt xa phạm vi song phương. Câu hỏi đặt ra là, ai đã đẩy thuyền cho mối quan hệ Trung-Nga vượt xa phạm vi song phương? Tất nhiên, không ai khác, chính là Tổng thống thiên tả Joe Biden. Cũng vậy, Tổng thống Biden tự tin rằng với lệnh bắt giữ Putin dù chỉ mang tính biểu tượng, ông ấy sẽ đặt Tổng thống Putin vào tình thế thê thảm. Nhưng Tổng thống Putin đã tỏ ra thờ ơ. Để đúng 2 ngày sau phán quyết của ICC, ông đã thực hiện chuyến thăm đầu tiên tới Donbass, đi thăm thành phố cảng Mariupol, vốn là nơi các đặc vụ NATO và tiểu đoàn tân phát xít Azov thiết lập căn cứ vững chắc tại đây. Tổng thống Putin lái một chiếc xe dọc theo đường phố của Mariupol, dừng lại ở một số địa điểm và khảo sát các công trình tái thiết. Đó là một tín hiệu thách thức đối với Tổng thống Biden và gửi đi thông điệp rằng NATO đã thua trong cuộc chiến. Quý khán thính giả thân mến, bản tin bình luận hôm nay đến đây xin tạm dừng. Quý vị nghĩ sao về đề tài chúng tôi vừa nêu trên? Xin hãy để lại bình luận bên dưới. Mọi bình luận, nhận xét và sự chia sẻ video này của quý vị đều là nguồn động viên quý giá cho đội ngũ làm chương trình của chúng tôi. Xin trân trọng cảm ơn quý vị đã theo dõi video của kênh Tin 360 News. Quý vị nhớ đăng ký kênh, nhấn chuông để theo dõi các video tiếp theo của chúng tôi. Các bản tin bình luận sẽ được phát sóng vào lúc 7:30 các tối từ thứ Hai đến thứ Bảy hàng tuần. Kính mời quý khán thính giả cùng đón xem. Và bây giờ Quang Sang xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị vào các bản tin kỳ sau. Chúc quý vị có một buổi tối thật nhiều niềm vui. Thân ái chào tạm biệt.